Em bên em bán cây mộc hương mà em. Có đấy ạ. Cây tao cây ra bông rồi một cây bao nhiêu hả? Cây nó có hưa có hoa từ bé, nhưng mà tuy nhiên thì thời điểm này thì nó chưa có hoa, giờ đến tháng 10, 11 mới có hoa. Rồi thì một cây bao nhiêu ấy? Thì anh hỏi cái cây kích thước bao nhiêu? À, tức là cây có hoa từ nhỏ nhưng mà nó có kích thước là 20 phân này, 1 mét, 2 mét 3 đấy, thì hoặc là cây cao hơn nữa thì anh hỏi cỡ cỡ nào. Mét khoảng 1 mét 3. Cái đấy là anh lấy số lượng nhiều ít ạ. Thì cái cách để các bạn đặt hàng như sau: khi các bạn xem được video đến đoạn này thì các bạn cho dừng lại video, sau đấy các bạn chụp màn hình, các bạn đánh dấu vào tôi, gửi vào Zalo rồi tôi 0972 86303. Anh ở tỉnh nào đấy? Đà Lạt. À, Đà Lạt. Vâng. Thế này anh nhé, em hiện nay cái luống hàng ngang là 6 cây, thì nếu em ưu tiên những trường hợp các bác nào mà lấy lẻ thì sẽ lấy chọn 6 cây luôn. Một hàng ngang. Ừ. À, 6 cây bao nhiêu tiền em ơi? Lấy lẻ 250.000 một cây ạ. Đó là cây đang chuẩn bị mọc hoa đúng không? Vâng, từ giờ đến cỡ khoảng tháng 10 âm lịch là hoa nó ra. À. Vâng. Sau nó bán này có cây chưa có hoa là bao nhiêu? Tức là thời điểm này thì kể cả cây to lẫn cây 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 nhỏ đều là chưa có hoa anh ạ. Cây nhỏ bao nhiêu em nhỉ? Cây nhỏ đấy, như anh em vừa nói đấy, những cây nhỏ là thì tầm tiền đấy, hoặc là cây nhỏ hơn thì nó giá nó ít hơn. Cây giống thì nó rơi vào khoảng 2.000 một cây. Cây giống hả? Dạ. Năm bầu. Cây giống. À, đang bầu hả? Vâng, năm trên bầu đấy. Thế thì em gửi cho anh nha. Cây cây đang bầu đó đi. Cây đang bầu à? Cây đang bầu thì bởi vì là nó ít thì anh lấy số lượng nó nhiều nhiều thì em ship cho. Thì lấy một cây 20 hay. Một cây băng, một cây 20, 20 vậy. Mà cây cây tốt không? Thì nó cỡ khoảng 20 phân trở lại thôi ạ. Cây nó nhỏ. Cây nó nhỏ không? Dạ. Em gửi em lấy cho anh hai cây to, hai cây nhỏ đi. Hai cây to. Hai cây to là 250.000 cộng với cây nhỏ anh. Ừ. Hai cây to. Hai cây to nhá. Và... hai cây to với lại hai cây nhỏ. Thế thì anh lấy chọn là anh lấy đủ 10 cây thì em ship cho, ít quá em ngại lắm, không không để đánh thì nó lỡ cây ở trong vườn. Em cứ ship cho anh đi, em tự tin một bị gì thì anh đã lo lại em. Vì ít quá em ngại đánh, bởi vì anh tưởng tượng như này, một luống của nó, từ luống hàng ngang là 6 cây. Bởi em đào cho anh hai cây rồi cuối cùng nó bị hỏng, nó bị bọn em sẽ không kiểm soát được. Trộm cắp nó vào nó lấy thì em không kiểm soát được đâu. Ví dụ như em bán chọn ít nhất là 6 cây trong một luống hàng ngang. À. Ừ. Thì em lấy anh một cây to đi, 4 cây nhỏ cũng được. Thì đã nói rồi, cái cây to nó bị hỏng. Rồi, từ đấy các bạn ạ. Thì thực ra là mình chỉ ưu tiên những các bạn nào mà lấy lẻ như vậy thôi, hàng ngang ưu tiên là như thế. Còn thực ra cái lô này là mình bán như vậy, sau này mình không bán lẻ này đâu các bạn ạ. Mình thấy là với các bạn, mình cũng thấy là do các bạn có tình yêu với mộc thì mình để cái giá lẻ thế, chứ không bao giờ mình bán lẻ được. Mình bán số lượng các bạn lấy cả luống, về anh em vừa làm thương mại hoặc là làm chơi số lượng nhiều. Ví dụ như là ship những cây nhỏ 20 phân nằm bầu thì rơi ít nhất là 50 cây hoặc 100 cây thì mình chuyển. Nếu còn ít quá thì mình không chuyển các bạn ạ. Thì đây thì cậy những trường hợp là những khách hàng này thì mình thực sự là mình cũng rất là ngại. Đấy, bây giờ các bạn lại bảo là mình kiêu kỳ quá, nói
mọi thứ thì mình cũng rất là ngại. Rồi, vài cái chia sẻ như vậy thì nếu mà anh xem được cái video này thì cũng xin phép anh là cho em được đăng tải lại trên kênh channel đấy, để cho mọi người có thể là nắm được cái tinh thần. Thì các bạn nào có nhu cầu đặt mộc hương giống, mộc hương choai choai đấy, kích thước cao khoảng là 1m1, 1m2 gì đó, thoát thân khoảng 60-80cm, rồi là cây cỡ to trung bình, to thì nó vanh khoảng 20, cao khoảng 2m rưỡi đổ lại, bóng tán đẹp, có nhiều các cái lựa chọn khác nhau, thì các bạn cứ mạnh dạn inbox cho mình riêng mình. Và anh lại gọi điện này. Vâng, alo. Máy hết tiền. À, thầy bảo vâng. Dạ. Em gửi cho anh 5 cái to, 1 cái, 4 cái to, 5, à quên, là với lại 6 cây đúng không? Em gửi cho anh 5 cây nhỏ, 1 cây to đi. Em không gửi thế được đâu anh. Anh lấy cả chọn cả 5 cây to hoặc là đấy thì em gửi ra. Thế thì em lấy cho anh 4 cây nhỏ đi, 2 cây to thì là thành 6 cây. Thế thì anh phải chờ nhé. Nếu mà anh phải đồng ý chờ thì em chuyển cho anh sau. Đợt này dịch Covid thì em chưa đánh được. Chờ tầm cỡ mấy tuần? Thì đó hết, ít nhất là hái hết 2 tuần tới. Đó không được. Mà em bó cho anh đừng có bó chặt quá nhé. Mắc cong nó chết cây. Yên tâm, cây này nó khỏe lắm. Vào trong Lâm Đồng là có hoa luôn đấy. Vâng, thì anh chuyển tiền đặt tiền trước cho em nhé. Không đâu đưa cây trước rồi mới đưa tiền ship với mấy thằng ship chứ. Dạ vâng, tất cả các bác đặt hàng thì các bác đặt trước cho em. Mà yên tâm. Vậy hả? Đều em phải cầm tiền, các bác đều có trách nhiệm. Và các bác cũng có trách nhiệm về ít quá thì nói thật về là đấy là cái quy trình bên em thật thế. Đấy anh lấy thì em sẽ chọn cho anh những cây đẹp. Tại vì anh đặt hàng và tại vì người ta phải lấy đưa coi được rồi mới thanh toán mấy bên ship chưa? Dạ em hiểu. Vâng. Tại vì bên anh là như vậy, anh tại vì lấy cây giống gì tầm lâm hết, có cây là có tiền liền. Anh ghi thông tin địa chỉ cho em nhé, số lượng này nhé, bởi vì nhiều người đặt quá em không đôi khi em lại bỏ sót. Kết bạn Zalo với anh đi. Số này anh. 166-0357-855-720. Và anh gửi lại thông tin cho em nhé. Em gửi lại thông tin địa chỉ nhé. Anh hôm qua mới kết với em chưa kết bạn với anh đó. À, nick của anh tên là gì? Nick có cái hình chào mao á. À, thế thì không phải rồi. Cái số điện thoại của em dùng Zalo, em dùng cái số là 0971286303. Em dùng thường xuyên. Cái số này thì anh gọi cho em không ít khi dùng. Đây là Vina đúng không? Và cái số đuôi 303 anh xem trên clip ở trên mạng ấy, trên kênh của em. Cái Zalo đó hả? Vâng, cái Zalo là 0971286303. Tại vì anh đang ở trong rẫy, đang xịt mấy cây Surin này. Vâng, sao anh kết bạn, anh xem cái rẫy của anh rộng lớn, em tư vấn thêm cho nhé. Tại vì chút nữa anh quay nhá. Vâng. Dạ. Ok, chủ động kết bạn cho Zalo với em. Bên anh clip ạ, cơ linh hay clip ạ? Và bác cứ gửi tin nhắn, bởi vì khách thì đông, hay nữa là em ghi vào sổ, em mới nhớ được. Rồi. Cảm ơn anh. Rồi, xin cảm ơn các bác. Thế thì cái cách để các bạn đặt hàng như sau. Khi các bạn xem được video đến đoạn này, thì các bạn cho dừng lại video, sau đấy các bạn chụp màn hình. Các bạn đánh dấu vào rồi tôi. Gửi vào Zalo rồi tôi. 0971286303.